Xin chào. Nhưng mà các bác là hai ông ly của Diego. Đây là một tên của hạ âm thanh Nick Nhật Bản. Nick là một thương hiệu mà ngày xưa của Nhật nó hay có TV ở Việt Nam. Hai con này thì nó giống nhau 100%. Nhìn qua thì nó lại ghi hai cái mã khác nhau. Một con là 6100, một con A220. Tôi nghĩ nó là một thôi, ghi thôi chứ, thế thôi. Tôi để giá rất mềm cho các bác chơi những con âm ly này. Để giá 2 triệu đồng một con. Nó cũng là một mẫu âm ly cổ, đánh tiếng rất khỏe luôn. Tôi đang đánh vào đôi loa bát 25 kia. Trên âm ly có chỉnh bát chép, cân loa và các đường vào âm thanh đầy đủ. Tôi đang cắm vào đường thì tôi bấm cái chỗ này, function đây. Đây volume, bên trong là nút cân loa. Đây là đèn tia ra hai bên. Đây tôi sẽ vặn nó bên trái thôi. Hai bên đều có tiếng. 2 triệu đồng thôi. Để giá cực mềm cho bác chơi. Nói luôn các bác là nó cùng là một loại thôi, nó ghi mã khác nhau thì cái này mình không biết được đâu. Chứ đừng có quan trọng là mã lớn hoặc mã bé là gì cả. Vì tôi, tại sao tôi bảo cùng một loại, vì tôi vừa nhìn qua đằng sau công suất rồi đằng sau nó như nhau. Con này chạy 4 con sò than nhỏ. Đây nhìn đằng sau nó giống hệt nhau luôn. Đây 45W, điện 100V. Con dưới 45W điện 100V. Đấy đây. Chắc nó theo từng đợt sản xuất mà nó ghi mã khác nhau. Con dưới số CC là 8532, con trên là 683. Đều bán đồng giá 2,2 triệu đồng. Đây đường vào, đây tôi ghi sẵn chữ in đây, nó toàn tiếng Nhật. Đây là đường tuner, trở kháng là 8-16 ohm. Trên cũng như vậy. Chạy 4 con sò than loại nhỏ. Tôi mở to nhạc cho các bác nghe nhé. Đánh rất khỏe luôn. Nói chung những mẫu ly này thì mình mang tính chất sưu tầm là chính. Chơi những nhà loa nhỏ nhẹ. Với bao người vài bước tung tăng. Hạ sáng em mặc áo vàng. Trên bãi biển nắng chang chang. Tình yêu như đợt sóng cồn. Với bên người yêu mới. Xin nhắc lại 2 triệu đồng. Khách hàng đặt cọc 1 triệu là tôi gửi hàng đi. Phí vận chuyển rồi mua mời chị và xin chào. Hẹn gặp lại. Cửa hàng của tôi ở tòa V3 tầng 36, chung cư Văn Phú Victoria, quận Hà Đông. Xin chào.